Xin chào các anh chị yêu thích Hoa Lan đang trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong và em là Trí Cường. Ngày hôm nay em sẽ cùng đồng hành với các anh chị trong YouTube ngày hôm nay. Và kính thưa các anh chị, nếu như mà chúng ta, những anh chị nào yêu thích hoa lan và cũng như là đã mến và cũng như trồng rất là nhiều loại dòng lan, thì chúng ta biết rằng là những cái loại phân bón hoa lan nó sẽ dễ làm cháy rễ hoa lan khi vào cái mùa khô hạn, mùa nắng nóng. Hoặc là vào mùa mưa thì những cái loại phân bón nó lại dễ làm cho chúng ta bị úng rễ hay là thối rễ. Thì ngày hôm nay Trí Cường sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái loại phân bón mà là phân bón hữu cơ, rất là nhiều đặc điểm mà Trí Cường nghĩ rằng là các anh chị phải dùng thử. Thứ nhất là với giá thành rất là rẻ, chỉ là 50.000 đồng cho một gói thôi, mà một gói lớn như vậy thì là ở trong đó nó bao gồm là khoảng 25 gói nhỏ, và gói nhỏ nó đã được bọc trong những cái túi lưới các anh chị về rất là dễ sử dụng. Thứ hai nữa đó là phân này là một loại phân hữu cơ, các anh chị chỉ cần là để lên trên cái bề mặt của cái chậu lan và các anh chị tưới nước thôi, thì với lượng nước mà chúng ta tưới cho hoa lan thì cái lượng nước đó sẽ giúp cho phân tiết ra cái chất dinh dưỡng. Nó cũng giống như là một cái loại thức ăn dặm vậy, nó sẽ bón cho cây một cách từ từ, nó không dư mà nó cũng không thiếu, nó giúp cho cây phát triển rất là tốt về nhiều mặt luôn. Và bên cạnh đó thì cửa hàng Hoa Lan Duy Phong sẽ gửi đến các anh chị với những cái công dụng của cái sản phẩm này, và ngay bây giờ thì Trí Cường sẽ đi vào chi tiết nha các anh chị. Và ngày hôm nay thì cửa hàng Hoa Lan Duy Phong xin được gửi đến các anh chị một loại phân khoáng hữu cơ, nó chuyên dùng cho cái hoa lan hoặc là những cái loại hoa kiển. Đây là một cái dạng túi lưới để mà các anh chị có thể dễ dàng đặt trên cái chậu lan để mà có thể phân giải một cách chậm rãi. Và như các anh chị thấy thì thành phần của cái loại phân này là 70% là chất hữu cơ, vì thế thì nó rất là thân thiện với môi trường, mà thân thiện thế với môi trường thì nó sẽ rất là tốt cho cái cây hoa lan của mình. Với công dụng chính của nó sẽ là cung cấp đầy đủ và cũng như là cân đối cái chất dinh dưỡng cho hoa phong lan và cũng như là các loại hoa kiển hay là bonsai, giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Bộ rễ của cây thì rất là khỏe, và khi mà ra hoa thì hoa sẽ to và cũng như là màu sắc của hoa sẽ đẹp, lâu tàn và cũng như là sẽ chuẩn màu hơn. Bên cạnh đó sẽ giúp cho cây tăng sức đề kháng nè, với tất cả các loại sâu bệnh và cũng như là cái thời tiết khắc nghiệt. Giống như là Trí Cường đã chia sẻ thì nắng nóng hay là khô, mùa mưa gì đó các anh chị sẽ không sợ bị cháy rễ hoặc là bị thối rữa cái rễ của cây. Bên cạnh đó thì là dùng thích hợp cho tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Nếu như mà cây nhỏ thì chúng ta, cây con ấy, thì chúng ta có thể dùng một túi. Còn cây lớn, cây đã trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ dùng hai túi. Và trên tay Trí Cường đây là một túi phân khoáng hữu cơ. Thì như các anh chị thấy, trong một túi lớn như thế này sẽ bao gồm khoảng 25 túi nhỏ. Những cái túi nhỏ này đã được cho vào trong những cái túi lưới rồi, vì thế là các anh chị rất là dễ dàng sử dụng ha các anh chị. Và cách sử dụng thì Trí Cường cũng đã nói sơ rồi, thì chúng ta chỉ cần đặt trực tiếp cái túi phân này lên trên cái chậu hoa lan thôi. Nếu như mà là cây con, cây mới sinh trưởng thì chúng ta sử dụng một túi nhỏ như thế này thôi. Còn nếu như mà cây đã lớn, cây đã trưởng thành rồi thì chúng ta sử dụng hai túi nhỏ. Các anh chị có thể tham khảo thêm những cái thông tin này khi mà chúng em sẽ đính kèm với phía dưới. Hoặc là các anh chị nào có muốn đặt mua những cái sản phẩm phân hữu cơ này thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline đang chạy trên màn hình. Các anh chị thân mến, vừa rồi thì Trí Cường đã giới thiệu đến các anh chị một loại phân bón hữu cơ để mà giúp cho cây lan phát triển và cũng như là rất là thuận tiện để sử dụng. Thì bên cạnh đó thì cửa hàng Hoa Lan Duy Phong cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc là có một cái loại thuốc nào để mà diệt trừ rất là nhiều loại bệnh cũng như là diệt trừ rất là nhiều loại vi khuẩn gây ra bệnh trên cây phong lan, mà một loại mà có thể trị được nhiều loại bệnh. Thì ngày hôm nay cửa hàng Hoa Lan Duy Phong xin được gửi đến các anh chị một trong những loại đó, đó chính là thuốc sát khuẩn phi săn. Cái dạng thuốc sát khuẩn phi săn này thì các anh chị đã quen với cái mẫu cũ, đó là cái dạng chai. Thì ngày hôm nay thì cửa hàng Hoa Lan Duy Phong sẽ được giới thiệu đến các anh chị một cái loại mới, đó là với cái bịch nhỏ như thế này thôi. Thì với giá bán là 30.000 đồng cho cái dạng này. Thì đặc biệt là các anh chị, chắc là các anh chị nào mà đã dùng thì cũng sẽ biết, thì cái loại phi săn này được sử dụng để mà chúng ta có thể diệt cũng như là sát khuẩn cho tất cả các loại bệnh trên hoa phong lan, giúp cho cây lan của mình chống được tất cả các loại bệnh và giúp cho cây lan phát triển tốt hơn. Với cái thuốc sát khuẩn phi săn này thì sẽ diệt khuẩn chỉ trong vòng 9 giây khi mà các anh chị phun trực tiếp lên trên cây phong lan của mình. Và bên cạnh đó thì như các anh chị biết là thuốc sát khuẩn phi săn này là được dùng nguyên liệu từ Mỹ. Và bên cạnh đó thì cái cách sử dụng nó cũng rất là dễ.
Vì thuốc sát khuẩn phi xăng này các anh chị có thể pha với bất kỳ một loại thuốc nào mà các anh chị muốn sử dụng cho cây phong lan. Các anh chị đã lo lắng rất là nhiều khi mà không biết là có một cái loại thuốc sát khuẩn nào có thể pha và dùng chung với rất nhiều các loại thuốc khác mà nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm hay không. Thì các anh chị có thể yên tâm khi sử dụng cái thuốc sát khuẩn phi xăng này, bởi vì chúng ta có thể pha với bất kỳ một loại thuốc nào để chúng ta sử dụng chung. Và bên cạnh đó thì việc sử dụng thì các anh chị rất là dễ dàng khi mà chúng ta chỉ cần pha 1cc với 1 lít nước và một tuần thì chúng ta chỉ cần sử dụng một lần duy nhất mà thôi. Thì vừa rồi là Chí Cường đã giới thiệu cho các anh chị một loại thuốc thuốc sát khuẩn phi xăng để mà các anh chị có thể dùng sát khuẩn với bất kỳ loại bệnh nào trên cây hoa phong lan. Các anh chị nào mà có nhu cầu chúng ta sử dụng cái phân bón hữu cơ hoặc là cũng như là cái thuốc sát khuẩn phi xăng này thì các anh chị đừng ngần ngại, hãy gọi về số hotline đang chạy trên màn hình. Cửa hàng Hoa Lan Duy Phong luôn sẵn sàng phục vụ cho tất cả các anh chị yêu thích Hoa Lan Duy Phong. Một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Chúc các anh chị sức khỏe và cũng như có thật nhiều niềm vui.